Cô chào các em. Tiết học toán hôm nay chúng ta sẽ cùng tham gia 3 hoạt động. Hoạt động thứ nhất là ta ôn lại cách huy động mẫu số các phân số. Hoạt động thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu các cách huy động mẫu số các phân số khác nhau. Và hoạt động thứ ba ta sẽ củng cố lại các kiến thức vừa học. Chúng ta đi vào hoạt động thứ nhất. Ta ôn lại cách huy động mẫu số các phân số. Em hãy chọn ý đúng để thực hiện huy động mẫu số các phân số. Ta làm như sau. A. Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai. B. Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất. C. Thực hiện cả A và B. D. Chỉ thực hiện A hoặc B. Các em hãy chọn cho mình một đáp án đúng nào. Đáp án đúng là thực hiện cả A và B. Thì bài tập vừa rồi chúng ta vừa ôn lại cách huy động mẫu số các phân số. Để tìm hiểu thêm còn có cách nào khác hay không thì chúng ta sẽ tiến hành vào hoạt động 2. Yêu cầu cần đạt của bài học ngày hôm nay là biết huy động mẫu số các phân số theo các cách khác nhau. Chúng ta đi vào ví dụ. Huy động mẫu số hai phân số 7/6 và 5/12. Chọn 12 là mẫu số chung để huy động mẫu số hai phân số này. Thì cái yêu cầu này cũng là yêu cầu huy động mẫu số hai phân số nhưng khác với những gì mà chúng ta học trước đây. Đề bài yêu cầu mấy bạn hãy chọn 12 là mẫu số chung. Có nghĩa là sau khi viết hai phân số mới bằng hai phân số đã cho là 7/6 và 5/12 thì hai phân số mới đó phải có mẫu số đều là 12. Thì đó là cái yêu cầu của ví dụ này. Thì các em thấy bản thân phân số 5/12 này đã có mẫu số là 12 rồi thì chúng ta giữ nguyên. Riêng phân số 7/6 thì có mẫu số là 6. Vậy chúng ta sẽ làm gì để có một phân số mới bằng với phân số 7/6 và lại có mẫu số là 12? Thì chúng ta thấy vì 12 chia 6 bằng 2 nên ta có thể lấy tử số và mẫu số của phân số 7/6 nhân cho 2, ta sẽ nhận được phân số mới bằng với phân số 7/6 và có mẫu số là 12 như đề bài đã yêu cầu. Thì bài này ta có thể thực hiện như sau. Lấy phân số, tử số và mẫu số của 7/6 nhân cho 2, ta sẽ được một phân số mới là 14/12. Và giữ nguyên phân số 5/12. Vậy huy động mẫu số hai phân số 7/6 và 5/12, ta được 14/12 và 5/12. Thì rõ ràng các em thấy cách huy động này khác hơn so với cách huy động mà chúng ta đã học ngày hôm qua. Thì cái dạng toán này các em để ý, mẫu số của phân số thứ nhất là 6 và mẫu số của phân số thứ hai là 12, mà 12 chia hết cho 6. Thì dạng này là dạng thứ hai. Đối với trường hợp hai phân số có mẫu số này chia hết cho mẫu số kia thì ta nên chọn mẫu số chung, chính là mẫu số lớn hơn. Sau đó ta viết phân số còn lại cũng có mẫu số là 12. Thì sau khi làm điều đó thì các em đã huy động được mẫu số hai phân số theo cách mẫu số chung bé nhất. Đối với ví dụ này, nếu các em thực hiện theo cách 1 thì hai phân số mới sẽ có mẫu số lớn hơn nhiều so với cách này. Nếu nắm rõ cách huy động này thì các em sẽ thuận lợi hơn khi học các phép tính với phân số. Vậy thì qua ví dụ vừa rồi chúng ta đã rút ra được cách thứ hai để huy động mẫu số các phân số là đối với trường hợp mẫu số của phân số này chia hết cho mẫu số của phân số kia. Thì bước 1 ta sẽ chọn mẫu số lớn hơn làm mẫu số chung. Và bước 2 là chúng ta sẽ thực hiện huy động mẫu số hai phân số theo mẫu số chung đó.
Chúng ta đi vào bài tập thứ nhất. Quy đồng mẫu số các phân số A 4/7 và 5/12, B 3/8 và 19/24, C 21/22 và 7/11. Chúng ta thực hiện câu A trước. Thì các em quan sát hai phân số ở câu A. Phân số thứ nhất có mẫu số là 7, phân số thứ hai có mẫu số là 12. Như vậy, mẫu số của phân số này có chia hết cho mẫu số của phân số kia không? Rõ ràng là không. Vì vậy, đối với câu A, chúng ta làm theo cách 1 mà mình đã học trước đây, là lấy tử số và mẫu số của phân số 4/7 nhân cho mẫu số của phân số thứ hai là nhân cho 12, rồi lấy tử số và mẫu số của phân số 5/12 nhân cho mẫu số của phân số thứ hai chính là 7, thì ta sẽ thực hiện xong yêu cầu của bài tập A. Ta có tử số và mẫu số của 4/7 nhân cho 12, ta sẽ tìm được phân số mới là 48/84. Rồi lấy tử số và mẫu số của phân số 5/12 nhân cho 7, ta sẽ tìm được phân số mới là 35/84. Vậy quy đồng mẫu số hai phân số 4/7 và 5/12, ta được 48/84 và 35/84. Thì qua bài A, chúng ta đã hệ thống lại cách thứ nhất, quy đồng mẫu số các phân số, là đối với trường hợp mẫu số này không chia hết cho mẫu số kia. Thì ta có thể thực hiện như sau. Bước 1, lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai. Bước 2, lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất. Chúng ta tiến hành thực hiện câu B. Câu B là ta quy đồng mẫu số hai phân số 3/8 và 19/24. Thì các em quan sát trường hợp này, mẫu số của phân số thứ hai là 24, chia hết cho mẫu số của phân số thứ nhất là 8. Như vậy, chúng ta sẽ thực hiện theo cách 2 mà chúng ta đã học. Và cách suy luận là ta thấy 24 chia 8 được 3, nên ta sẽ lấy tử số và mẫu số của phân số 3/8 nhân cho 3. Ta sẽ tìm được một phân số mới có mẫu số là 24. Và phân số 19/24 đã có mẫu số là 24 rồi, nên ta giữ nguyên. Và cách trình bày như sau. Ta có lấy tử số và mẫu số của 3/8 nhân cho 3. Ta sẽ có được phân số mới là 9/24 và giữ nguyên phân số 19/24. Vậy quy đồng mẫu số hai phân số 3/8 và 19/24, ta được 9/24 và 19/24. Thì sau khi thực hiện bài tập B, chúng ta hệ thống lại cách quy đồng thứ hai. Đó là đối với trường hợp mẫu số của phân số này chia hết cho mẫu số của phân số kia. Ta có thể thực hiện như sau. Bước 1, chọn mẫu số lớn hơn làm mẫu số chung. Bước 2, thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số theo mẫu số chung đó. Chúng ta tiếp tục thực hiện câu C. Đó là quy đồng mẫu số hai phân số 21/22 và 7/11. Vậy theo các em, đối với câu C này thì chúng ta sẽ chọn cách nào để quy đồng? Vì 22 chia hết cho 11 nên ta sẽ thực hiện theo cách 2. Ta có giữ nguyên phân số 21/22, vì 21/22 đã có mẫu số là 22 rồi. Sau đó ta lấy tử số và mẫu số của phân số 7/11 nhân cho 2, ta sẽ tìm được phân số mới là 14/22. Và phân số mới này cũng có mẫu số là 22. Sau đó ta ghi câu kết luận của bài tập. Vậy quy đồng mẫu số hai phân số 21/22 và 7/11, ta được 21/22 và 14/22. Thì qua bài tập 1, các em đã nắm rõ hai cách quy đồng mẫu số các phân số. Vậy để tìm hiểu cách thứ ba thì như thế nào, ta sẽ qua bài tập 2. Bài tập 2 yêu cầu các em viết các phân số lần lượt bằng 5/6, 9/8 và có mẫu số chung là 24. Có nghĩa là đề bài yêu cầu mấy bạn viết hai phân số mới lần lượt bằng phân số 5/6 và 9/28. Nhưng đều phải có mẫu số chung là 24. Thì yêu cầu này cũng là yêu cầu các em quy đồng mẫu số hai phân số, nhưng có khác đi một chút là đề bài quy định luôn cả mẫu số chung, đó chính là 24. Vậy thì cách suy luận của bài này thì các em thấy
Để viết một phân số mới bằng với phân số 5 phần 6 mà có mẫu số là 24, thì ta thấy 24 chia 6 được 4, nên ta lấy tử số và mẫu số của phân số 5 phần 6 nhân cho 4. Và ta suy luận thấy 24 chia 8 được 3, nên ta lấy tử số và mẫu số của phân số 9 phần 8 nhân cho 3, thì ta sẽ nhận được hai phân số mới đều có mẫu số chung là 24. Ta có vì 26 chia 4, 24 chia 6 bằng 4, nên tử số và mẫu số của 5 phần 6 nhân cho 4 sẽ được phân số mới là 20 phần 24. Vì 24 chia 8 bằng 3, nên ta lấy tử số và mẫu số của 9 phần 8 nhân 3, ta sẽ được 27 phần 24. Thì đây chỉ là cách suy luận để quy đồng mẫu số hai phân số trên theo mẫu số chung là 24. Còn cách trình bày hoàn chỉnh như sau. Ta có lấy tử số và mẫu số của 5 phần 6 nhân cho 4, ta sẽ được 20 phần 24. Lấy tử số và mẫu số của 9 phần 8 nhân cho 3, ta được 27 phần 24. Và ta ghi câu kết luận. Vậy quy đồng mẫu số hai phân số 5 phần 6 và 9 phần 8, ta được 20 phần 24 và 27 phần 24. Thì đây chính là cách quy đồng thứ ba. Khác cách một ở chỗ là dù là hai mẫu số không chia hết cho nhau, dù là 8 không chia hết cho 6, nhưng các em lại không quy đồng như cách 1, mà chúng ta chọn mẫu số chung bé nhất. Mẫu số chung bé nhất có nghĩa là các em tính nhẩm xem số tự nhiên nào bé nhất chia hết cho cả 6 và 8, thì ta sẽ chọn số tự nhiên đó là mẫu số chung để quy đồng. Thì cách thực hiện này là cách thứ ba. Cách thứ ba này cũng sẽ giúp ích cho các em rất nhiều trong việc học các phép tính với phân số sau này. Thì qua bài tập này chúng ta sẽ rút ra được cách thứ ba. Đối với trường hợp mẫu số của phân số này không chia hết cho mẫu số của phân số kia, nhưng ta chọn được mẫu số chung bé hơn so với cách 1. Là bước thứ nhất, ta nhẩm tính để tìm số tự nhiên bé nhất cùng chia hết cho các mẫu số. Bước thứ hai, ta viết các phân số lần lượt bằng với các phân số đã cho, đều có mẫu số là mẫu số chung đã xác định ở bước 1. Thì vừa rồi chúng ta đã vừa tìm hiểu và vừa hệ thống lại là đã có 3 cách quy đồng mẫu số các phân số. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành củng cố lại bài học ngày hôm nay. Cách 1, đối với trường hợp mẫu số này không chia hết cho mẫu số kia, ta lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai. Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất. Cách 2, đối với trường hợp mẫu số của phân số này chia hết cho mẫu số của phân số kia. Bước 1, ta chọn mẫu số lớn hơn làm mẫu số chung, thực hiện quy đồng mẫu số hai phân số đó theo mẫu số chung. Cách thứ 3, đối với trường hợp mẫu số của phân số này không chia hết cho mẫu số của phân số kia, nhưng ta chọn được mẫu số chung bé hơn so với cách 1. Bước 1, ta nhẩm tính để tìm số tự nhiên bé nhất cùng chia hết cho các mẫu số. Bước 2, viết các phân số lần lượt bằng với các phân số đã cho, đều có mẫu số là mẫu số chung đã xác định ở bước 1. Và chúng ta sẽ thử làm một bài tập để củng cố lại bài học ngày hôm nay nhé. Chọn ý đúng. Để quy đồng mẫu số hai phân số 4 phần 25 và 72 phần 100, ta làm như sau. Câu A. Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ nhất là 4 phần 25 nhân cho 100. Ta được phân số mới là 400 phần 2500. Lấy tử số và mẫu số của phân số thứ hai là 72 phần 100 nhân cho 25. Ta nhận được kết quả là 1800 phần 2500. Câu B. Ta lấy tử số và mẫu số của 4 phần 25 nhân cho 4. Ta có phân số mới là 16 phần 100 và giữ nguyên phân số 72%. Câu C. Cả A và B đều đúng. Câu D. Cả A và B đều sai. Tất cả các em hãy chọn cho mình một đáp án đúng. Đó chính là câu C, cả A và B đều đúng. Thì các em thấy đối với bài tập này,
Quy đồng cách A hay quy đồng cách B gì cũng đúng hết. Nhưng các em lưu ý, chúng ta cũng nên lựa chọn cách quy đồng phù hợp hơn. Chẳng hạn đối với cách A, mặc dù mình ra kết quả đúng, nhưng hai phân số mới có mẫu số rất là lớn, đó là 2.500. Còn cách B thì hai phân số mới có mẫu số gọn hơn, chỉ là 100 thôi. Thì nếu các em biết sử dụng cách quy đồng phù hợp thì các em sẽ thuận lợi hơn trong việc học các phép tính với phân số. Thì cô mong rằng sau này khi gặp phải quy đồng mẫu số của các phân số thì các em nên lựa chọn cách quy đồng phù hợp nhất để thuận tiện cho mình việc học các phép tính với phân số sau này. Thì các em hãy xem lại bài giảng ngày hôm nay và sau đó các em thực hiện các bài tập trong phiếu học tập. Thì tiết học toán của chúng ta đến đây là hết. Cô trân trọng chào tất cả các em.